Kính chào quý vị khán giả. Đến với các điểm du lịch phía Bắc dịp này, quý vị sẽ được tận hưởng cái rét đặc trưng của mùa đông. Ngày thứ tư, trời có nắng. Tuy nhiên là nhiệt độ cao nhất ở hầu khắp các điểm du lịch sẽ phổ biến trong khoảng 16 đến 18 độ C. Ở các điểm vùng núi như là Lạng Sơn, Tam Đảo hay là Mộc Châu thì chỉ từ 11 đến 15 độ C, trời rét buốt. Quý vị nên chuẩn bị nhiều áo ấm nếu có kế hoạch đến đây. Đặc điểm của đợt rét lần này đó là không khí lạnh sẽ liên tục bổ sung xuống nên cái rét sẽ duy trì khá lâu. Như tại thủ đô Hà Nội, 3 ngày tới nhiệt độ sẽ chỉ ở ngưỡng 18 đến 19 độ C. Ban ngày có nắng nên cảm giác không quá buốt giá. Thế nhưng về đêm thì nhiệt độ sẽ giảm mạnh xuống chỉ còn từ 9 đến 10 độ C mà thôi. Du lịch Hà Nội mùa đông có rất nhiều món ăn hấp dẫn du khách có thể kể đến như là chè trôi tàu, bánh đúc nóng hay là món ăn quen thuộc, món phở. Quý vị đừng quên thưởng thức. Với miền Trung, không khí lạnh vẫn tiếp tục gây mưa rào và dông cho nhiều nơi từ Nghệ An xuống đến Khánh Hòa. Lượng mưa là từ 15 đến 30mm và cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Đề phòng các hiện tượng dông lốc, sấm sét, gió giật có thể đi kèm. Về nhiệt độ, ở phía Bắc các thành phố Thanh Hóa đến Đồng Hới, trời rét 17 đến 19 độ C. Huế, Đà Nẵng đến Quy Nhơn là 25 đến 29 độ C, trời mát. Nha Trang, Phan Thiết là 32 độ C. Phan Thiết sẽ là sự lựa chọn lý tưởng ở khu vực miền Trung vì 3 ngày tới ở đây đều nắng ráo, thậm chí là ngày thứ 5, quý vị sẽ cảm thấy nóng rõ khi nhiệt độ lên mức 34 độ C. Trong thời tiết này, lý tưởng nhất đó là vui chơi và tham gia các hoạt động tắm biển. Tuy nhiên là đừng quên sử dụng kem chống nắng để bảo vệ da trước tác động của tia cực tím. Với các điểm đến ở phía Nam như là Côn Đảo, dịp này thời tiết chủ đạo cũng là nắng ráo. Nắng kéo dài trong ngày nên cũng sẽ mang đến cảm giác nóng vào trưa và đầu giờ chiều. Nhiệt độ 3 ngày tới có thể lên 32-33 độ C. Tối và đêm không khí sẽ thoáng đãng khi nhiệt độ giảm xuống còn 26-27 độ C. Cuối bản tin sẽ là dự báo cho các điểm du lịch khác trên cả nước.